đây là núi vàng ở Quy Hòa Quy Yên. Dạ. Cái đây là cái gì đây? Cái đó là cái gì đây? À, anh nói cái này. Đó, núi vàng tháp của tháp chưa của người Chàm để lại. Dạ, của Phú Yên. Dạ. Và đây là anh Ngọc Cương và đây là chị Hạnh. Hai vợ chồng của anh chị ở Phú Yên đã dẫn em Thúy về lại thăm quê hương và thăm núi Nhạn, đúng không? Đó, nhà thờ của người Chàm. Và bên đó là núi Nhạn đó phải không anh? Núi này cao bao nhiêu mét anh biết không? Không nhớ. Đó, cái đó anh cũng phải biết luôn. À, phải đọc lên mạng còn đọc. Đây là bên dưới này. Khách sạn gì chị? Khách sạn Tùng Thảo à. 5 sao á. 5 sao luôn á hả? Cũng trong Phú Yên luôn á hả chị? Yên luôn đó. Cái cây đó đẹp không? Cái cây đa ngay trước tháp Chàm hả chị, đẹp quá. Đó, đẹp dễ sợ luôn. Đây xuống chị quay biển đi hoa rồi. Dạ, đẹp đúng lắm. Rồi. Đây không? Lại đây chị quay. Đi lại đây nè chị ơi. Đó, cứ ngồi đây chơi coi nữa nè chị. Đó, đem cứ quay chị đó. Đó, đi lại đây nè, đi lại chỗ đây mát lắm mà đẹp lắm nè. Có một cái chỗ nào á mà có cái tháp ba tháp luôn á, đẹp lắm. Ba tháp luôn ngoài kia. Ở đâu? Ngoài đi ra bữa gần tới Quy Nhơn chị. Quy Nhơn. Ba tháp luôn. Ba tháp đúng rồi. Đẹp lắm, lớn khủng khiếp đúng luôn. Bốn tháp là. Nó còn đẹp hơn ở ngoài Nha Trang nữa. Hai tháp đôi luôn. Đây là mai rồi. Đây là phó nhòm trên từng cái số đi cùng với lại chị Hạnh, bên Cương, Phù Ngọc Cương. Ủa cây này cây gì đẹp dễ sợ luôn nè. Cây gì ta, cây gì mà bông đẹp quá ha. Đẹp lắm luôn á, bông đẹp lắm luôn á. À, cái bông gì đẹp quá ha. Bên này là chị thấy cái gì? Đây cái cây cổ thụ này là chị, thấy không? Đây cây cổ thụ. Đây cây cổ thụ này không biết mấy trăm năm rồi nó mới được cái gốc như vậy. Dạ. Cái chỗ đây nè, cái chỗ đây cổ người trăm. Vâng, cái đó lát mình vào sau, thấy không tôi? Dạ. Đó, lát mình vào cổng nó. Rồi, vừa rồi là họ làm lễ. Trời ơi, cái cây này chị biết. Đây là mấy trăm năm không ta rồi mới được cái gốc như vậy đó. Chị này chị ngủ, xin lỗi chị nha. Ủa Kim Hòa, Kim Bình. Đó, đây là những cái múa miếu thờ. Nhưng là... Đó, bây giờ lên trên kia kìa. Đó, trên đồi cao. Đẹp lắm. Giờ quay đẹp lắm. Đây nè, chị nhìn đây nè. À, cái cây đa này cũng đẹp lắm rồi không? Đây, chị nhìn đây là... Cả biển á hả? Dạ, biển luôn á. Wow. Ở phía này là mặt sông. Cái này là cửa sông, cửa sông nó chạy ra biển nè. Đây là đó ra biển đó. Ôi trời ơi đẹp dễ sợ luôn. Cái biển. Nam kêu bằng cái dừa hoặc là cái xanh. Cái gì? Cái dừa. Có mấy con gì nó kêu quá trời quá đất kìa. Chim á, chim nhạn. À, chim nhạn. Cây đây ở đây. Mấy chị kia là ngồi đó rồi đó, ngồi đó rồi đó. Cái xanh, một người kêu cái dừa. Phải hả? À cái xanh. Và đây em Thúy và chị Hạnh. Em Mai đâu? Em Mai đâu rồi? Mai đâu? Mai đâu vô. Xin chào mọi người. Dạ, chào. Hẹn đi chơi chỗ khác. Hẹn ở đi chơi chỗ Quyền. Khác. Dạ. Đẹp hả chị ha? Không nhận nó. Đó, biển không.